Orient, hôm nay Danny giới thiệu cho mọi người ở trong nail industry nói chung và tất cả mọi người phụ nữ ở nhà nói riêng về vấn đề kiện kiện của Superstar. Không phải là bên Superstar kiếm bao nhiêu tiền về sản phẩm của Superstar, thì trải qua bao nhiêu năm mình làm trong cái nghề này, mình cảm thấy là nhà đầu tư kiện nổi tiếng cũng có, tốt cũng có, dở cũng có, và không thực sự tới khách hàng những cái gì mà khách hàng muốn. Hôm nay mình ra cái kiện cực kỳ là rẻ, giá cả khoảng trăm ở trên thế giới thì bán cũng khoảng trung bình khoảng cỡ là 200.000, 180 tới 230, nhưng mà mình đưa ra 100.000 thôi là không có phải là nghĩa là nó rẻ, là nó dở, không có. Sản phẩm của mình làm ra từ mỗi một cây kiềm này mình có bảo hành cho khách hàng rằng là nếu mà xài không được thì công ty sẽ đưa lại cái kiềm mới hoặc là mài mới lại cho quý vị ngay lập tức. Với anh chị em nail cũng tác động lại rằng là ô bạn ơi, tại sao cái kiềm của Superstar nó hơi bị rứt hay là nó hơi bị khựng, thì mình cũng đã cải tổ những cái công nghệ của nó. Cái mà nó bị rất là lúc đầu nó còn mới 100%, nhưng mà mình xài 3-4 lượt khách thì lúc đầu nó sẽ trở lại normal, sẽ dẻo lại. Thì từng cái góc độ mài kiềm cho tới cái mà thép khe cái kiềm nó rất là bén và nó rất là tốt. Cái kiềm thì nguyên liệu của nó sắt thép hay inox gì nó cũng all the same, nhưng mà là ăn thua cái người thợ mài kiềm. Thì cái người thợ mài kiềm mình đầu tư cho họ rất là kỹ, mình trả tiền cho họ thậm chí gấp 3 lần để họ chăm sóc một cái kiềm mài cho nó thật sự là bén. Kiềm bén hay không là do người thợ mài kiềm, chứ không phải là do những gọi là ô cái hàng này tốt hơn nên cái kiềm tốt hơn, hoặc là cái nguyên liệu này dùng nó mắc hơn là bởi vì cái kiềm nó mắc hơn. Không có. Một nhà sản xuất thì cái nguyên liệu dù cho bằng inox, bằng thép nó cũng giống nhau. Đánh bóng cho tới những đề xi mạ hay là gì là hầu như mình dùng thủ công hết. Và cái giai đoạn cuối cùng là cái giai đoạn mà để mài cái kiềm để quyết định được cái kiềm nó bén. Thì công ty đầu tư rất là nhiều tiền để trong cái lĩnh vực này để khám phá ra được là đưa tới khách hàng chỉ có 100.000 đồng một cái kiềm thôi, dưới đèn 5 đồng, mà nó lại mang tới cho khách hàng được những sản phẩm tốt và cái chất lượng nó cao, và đặc biệt là 100% money back guarantee. Nếu mà khách hàng không certify những cái kiềm mà của Superstar mua từ công ty thì công ty sẽ hoàn tiền lại 100%. Theo như Danny đại diện cho công ty Superstar và nói tới cho khách hàng, thì Danny cảm nhận được rằng là cái nguồn hàng hiện bây giờ làm nó trôi nổi và không có được một cái nhà sản xuất nào, một cái thương hiệu nào mà bảo đảm là xài không được trả lại. Cái khẩu hiệu xài không được trả lại đã Danny đã thực hiện từ trong sản phẩm của Superstar về bột nhúng treo sơn, thì mình đã thành công về vấn đề đó. Và tới bây giờ mình quay qua mình hỏi về cái kiềm, thì mình bán hàng ngàn cái kiềm đi ra ngoài thị trường rồi, thì mình cảm thấy cái câu trả lời mình là vậy, thật là hàng xài ok, tốt thì nó cũng tốt. Và nói chung là mọi người được đánh giá cái kiềm này rất là cao, hoặc là về là chất lượng xài thì nó cảm thấy nó ok, nó phù hợp với giá cả và nó không mắc so với lại những hàng khác, và nó được guarantee bài hãng là 100% money back guarantee. Thì ngày hôm nay Danny làm cái cuộc video này để chỉ đuối cái kiềm ra ngoài thị trường, thì mong quý bà con ở trong ngành nail ủng hộ Danny cho cái kiềm này nó được phát triển mạnh hơn. Thank you for watching video.